Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 12 tháng 6. Hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày Quốc khánh Liên bang Nga. 12 tháng 6 cũng là ngày Quốc khánh nước Philippines. Và cũng là ngày Valentine của nước Brazil. Ngày sinh của ai? Ngày 12 tháng 6 năm 1806 là ngày sinh của John A. Roebling, một kỹ sư người Mỹ gốc Đức thiết kế cầu Brooklyn. Ngày 12 tháng 6 năm 1854 là ngày sinh của George Eastman, là người sáng lập ra công ty Kodak, đồng thời cũng là người sáng chế ra phim nhựa cảm quang, thúc đẩy xu thế phát triển của nhiếp ảnh. Ngày 12 tháng 6 năm 1924 là ngày sinh của George H.W. Bush, hay còn gọi là Bush cha. Ông là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 6 năm 1942 cũng là ngày sinh của Trần Thiện Thanh. Ông là một trong những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng nhất trước giai đoạn năm 1975. Ông còn là ca sĩ với nghệ danh Nhật Trường và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng, hay còn gọi là tứ trụ nhạc vàng. Ngày 12 tháng 6 năm 1985 là ngày sinh của Blake Ross. Anh là lập trình viên máy tính người Mỹ, đồng sáng tạo trình duyệt web Mozilla Firefox. Ngày 12 tháng 6 năm 1992 là ngày sinh của Felipe Coutinho, cầu thủ bóng đá người Brazil, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển quốc gia Brazil ở vị trí tiền vệ tấn công, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh. Sự kiện. Năm 1945, vào ngày 12 tháng 6, Khâm Sai Bắc Bộ Phan Kế Toại ra nghị định đổi tên trường trung học Bảo Hộ ở Hà Nội thành trường Quốc lập Trung học Chu Văn An. Vào ngày này năm 1994, khởi hành chuyến bay đầu tiên của chiếc Boeing 777 do hãng Boeing chế tạo. Ngày 12 tháng 6 năm 2014 cũng là ngày khai mạc World Cup 2014 tại thành phố São Paulo, Brazil. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 7 giờ tại Awick TV.